Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi tiếp tục câu chuyện trong tỉnh thất Bồng Lai. Mấy ngày hôm qua thì cộng đồng mạng lại xôn xao hình ảnh của cụ Lê Tùng Vân, tức là thầy ông nội, những người ở trong Thiền Am đã lần lượt ra đi. Riêng cụ Lê Tùng Vân thì được ở nhà tại tỉnh thất Bồng Lai. Và xôn xao hình ảnh cụ Lê Tùng Vân xuất hiện tại nơi làm căn cước công dân. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết sau đây. Được biết là bị can Lê Tùng Vân có bị tạm giam khi tự ý rời khỏi nơi cư trú. Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của bị can Lê Tùng Vân, 90 tuổi, ngụ tại Long An, có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để làm căn cước công dân, trong khi bị can này đang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị can Lê Tùng Vân bị Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, ngày 10 tháng 6, từ cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Long An cho biết để đảm bảo việc điều tra, lệnh cấm đi ra khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An tiếp tục gia hạn trong thời gian gần 4 tháng, tính từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, bị can Lê Tùng Vân tự ý rời khỏi nơi cư trú trong thời gian bị cấm và không thông báo với chính quyền địa phương tại xã Hòa Khánh Tây. Về việc bị can Lê Tùng Vân muốn đi ra khỏi nơi cư trú thì phải xin phép cơ quan chức năng. Việc mà rời khỏi nơi cư trú phải xin phép khi ông Lê Tùng Vân bị phát hiện có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 6, tức bị can đã vi phạm lệnh cấm ra khỏi nơi cư trú. Cơ quan chức năng buộc bị can này trở lại tỉnh thất Bồng Lai, nhà số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Được biết hiện tại cơ quan an ninh điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đang phối hợp đánh giá mức độ vi phạm lệnh cấm đi ra khỏi nơi cư trú của bị can này để xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can. Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, theo điều 131 luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021, cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, nhằm đảm bảo có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan bất cứ lúc nào hoặc là theo tòa án. Đồng thời bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú, làm giấy tờ cam đoan thực hiện các nghĩa vụ, trong đó có nghĩa vụ không rời khỏi nơi cư trú. Theo luật sư Hùng cho biết, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, người ra lệnh cấm bị can, bị cáo đi ra khỏi nơi cư trú phải thông báo về việc áp dụng biện pháp này cho chính quyền, địa phương, thị trấn, thị xã, nơi bị can, bị cáo cư trú và giao bị can, bị cáo cho chính quyền, xã, thị trấn để quản lý và theo dõi họ. Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan theo quy định thì bị tạm giam trở lại, đó là luật sư Hùng chia sẻ. Như vậy rõ ràng cụ Lê Tùng Vân ra khỏi nơi cư trú mà cộng đồng mạng phát hiện và chụp ảnh thì cái điều này là cụ Lê Tùng Vân đã vi phạm. Về việc tạm giam vẫn phải xem xét, tuy nhiên đối với lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú thì bị can, bị cáo có vi phạm nghĩa vụ cam đoan hay không? Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường hợp bị can, bị cáo vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan phải tạm thời rời khỏi nơi cư trú thì cũng phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú và phải có giấy phép của người đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, bà Nhuệ cho biết theo quy định tại điều 123 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, khi vi phạm nghĩa vụ cam đoan, bị can Lê Tùng Vân sẽ bị bắt tạm giam. Nhưng việc có tạm giam hay không, cơ quan tiến hành tố tụng còn căn cứ vào
nhiều yếu tố khác và căn cứ vào quy định tại Điều 119 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, khi điều luật này tạm giam quy định biện pháp tạm giam có thể áp dụng đối với bị can đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm. Theo bà Nhệ, có thể áp dụng, tức không bắt buộc phải áp dụng mà cơ quan tố tụng sẽ còn xem xét nhiều góc độ, như ông Lê Tùng Vân có phải là người già yếu, người bệnh tật nặng, có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng. Trừ các trường hợp khi xác định bị can Lê Tùng Vân bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã, tiếp tục tội phạm, có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi dục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, tiêu hủy, giả mạo căn cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án, đe dọa, khống chế, trả thù người, làm chứng, bị hại, v.v. thì người tố giác tội phạm hoặc là người thân thích của những người này thì việc bắt tạm giam ông Lê Tùng Vân là bắt buộc phải thực hiện. Chúng ta đã được biết trong thời gian vừa qua thì cộng đồng mạng xôn xao về gia đình của cụ Lê Tùng Vân. Những người trong tỉnh thất Bồng Lai lần lượt ra đi, và bị can thứ bảy là bà Lê Thu Vân, vợ của ông Lê Tùng Vân, theo danh nghĩa là mọi người đồn đoán, nhưng trên giấy tờ thì ông Lê Tùng Vân chưa có kết hôn với một bà vợ nào. Tuy nhiên, trong cái thời điểm đó thì có người em vợ bảo là Lê Tùng Vân là anh rể, và họ cũng đã lên tiếng những hành vi sai trái của cụ. Và được biết là những người trong tỉnh thất Bồng Lai, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên là con của bà Lê Thu Vân, và người cha thì chưa rõ. Và trong thời gian vừa qua thì cái việc mà xét nghiệm của bà Cao Thị Cúc với ông Lê Tùng Vân và Quyền Trân thì công an cũng đã xác định được, và thông tin trên báo chí như là truyền thông, Quyền Trân chính là có liên hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc. Và trong tội danh mà cụ Lê Tùng Vân vi phạm thì trong đó có tội loạn luân. Theo sự đồn đoán thì trong đó có 11 người còn là có liên hệ huyết thống, cho rằng là con của ông Lê Tùng Vân, bé nhỏ nhất là sinh 2018. Như vậy thì tới ngày hôm nay, về việc xác định những người con trong tỉnh thất Bồng Lai thì về báo chí cũng chưa công khai rõ, và chỉ có một người, đó là Quyền Trân, được công khai xét nghiệm ADN, và báo chí truyền thông cũng đã đưa tin về vấn đề này. Thì quý vị khán giả cũng biết là trong thời gian qua, lần lượt những người trong tỉnh thất Bồng Lai đều ra đi vì những cái tội danh mà không thể ngờ tới, lợi dụng những cái lòng tin thương yêu của Mạnh Thường Quân, và họ bị lừa dối trong suốt thời gian vừa qua để trục lợi cá nhân. Họ gom tiền bạc cho những cái nơi đây gọi là kẻ tu hành cũng như là nơi trẻ mồ côi. Thì tới ngày hôm nay, cộng đồng mạng trong và ngoài nước không thể nào mà ngờ tới ông Lê Tùng Vân đã lừa lọc mọi người xuyên suốt mấy chục năm qua. Ngoài ông Lê Tùng Vân là đạo diễn, là chủ mưu trong vụ án này, thì bên đó còn có Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi và bà Cao Thị Cúc. Đây là những người thành phần đặc biệt được ông Lê Tùng Vân chỉ đạo đạo diễn quay phim, chụp hình, tất cả mọi thứ đều do ông Lê Tùng Vân dẫn đầu. Tất cả những người này sống chung một căn hộ, đều có mẹ sống cùng. Và đặc biệt là bà Lê Thu Vân là mẹ ruột của Lê Thanh Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên. Hiện tại thì cơ quan chức năng đang tách ra vụ án khác để bắt xử lý sao. Hiện tại thì bà Lê Thu Vân không có ở nơi cư trú, và cơ quan cũng như là cảnh sát trong cái vụ án này đang tìm kiếm bà Lê Thu Vân. Trong khoảng thời gian năm 2019 và năm 2021, các bị can đã sử dụng các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại, di động để đăng tải lên trên mạng xã hội Facebook, YouTube cá nhân, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ, đã gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Kính thưa quý vị khán giả, thì tới ngày hôm nay cộng đồng mạng và trong nước cũng như là ngoài nước đã quá bất ngờ những tình tiết xảy ra, và báo chí đưa tin cũng như là ở nơi tỉnh thất Bồng Lai bây giờ còn liệu ai
có đủ can đảm để ủng hộ tiền bạc cũng như là tình yêu thương mang về cho tỉnh thất bồng lai hay không, đặc biệt là những cái kênh ở hải ngoại và những cái kênh mà từng kêu gọi cũng như là phản đối về những người chức trách cũng như là về Phật giáo ở Việt Nam. Thầy Thích Nhật Từ, trong đó có kênh của Nắm Móc và một trong những cái kênh mà đã phản động ở tù chính trị trong cái thời gian vừa qua. Thì chúng ta đã biết tới ngày hôm nay thì Nắm Móc không biết là còn cái tư tưởng cũng như là đã phản kháng lại thầy Thích Nhật Từ. Và tới ngày hôm nay thì kênh Nắm Móc này có liệu có tin tưởng và trao hết cái lòng tin về tỉnh thất Bồng Lai nữa hay không, và đặc biệt muốn nơi đây trở thành những bậc chân tu cũng như là bậc vĩ nhân nào đó. Thì Nắm Móc hiện tại cũng có hai đứa con gái, nếu mà tin tưởng ở cụ Lê Tùng Vân thì có thể sẵn sàng đưa con gái mình về nơi đây để cho cụ Lê Tùng Vân đào tạo thành bậc vĩ nhân nào đó, hoặc là Nắm Móc cũng có thể trở về Việt Nam đó, nơi tu hành, hoặc là nơi đây thăm hỏi ông Lê Tùng Vân. Chắc có lẽ là cái sự mà chỉ trích trong cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Ở hải ngoại thì Nắm Móc là một trong những cái kênh mà dẫn đầu phản ứng về câu chuyện này hết sức là mãnh liệt và có những cái lời lẽ thực sự là gai gắt, khó nghe đối với thầy Thích Nhật Từ. Kính thưa quý vị khán giả, họ là những người phản động đã rời khỏi đất nước Việt Nam. Họ có một cái vết ở Việt Nam cũng như là ở tù chính trị, và hiện tại đi ra hải ngoại thì họ có những cái lời lẽ và những cái lời mà đôi khi có những cái sự xúc phạm cho đến những người khác cũng như là thầy Thích Nhật Từ, một bậc chân tu mà những cái kênh hải ngoại, đặc biệt là kênh Nắm Móc, thực sự nơi đây là chúng ta không còn niềm tin ở tỉnh thất Bồng Lai cũng như là những người đã từng kêu gọi giúp đỡ cho tỉnh thất Bồng Lai trong suốt thời gian qua. Và tới ngày hôm nay thì không biết Nắm Móc còn lên tiếng để chỉ trích cũng như là binh vực về tỉnh thất Bồng Lai hay không. Nếu có thể thì con gái mình cũng có thể đưa về cho thầy ông nội dạy dỗ hoặc là đào tạo một bậc chân tu nào đó. Kính thưa quý vị khán giả, trong suốt thời gian qua thì cũng như tin đồn của cộng đồng mạng và những lời bình luận cho rằng là Quyền Trân cũng như là Diễm My đã qua một lần sinh nở, thì câu chuyện này đó là đồn thổi, nhưng chúng ta cũng không biết đó là sự thật hay không, thì chúng ta cũng tiếp tục chờ đợi về phía công an đang điều tra để tiếp tục cho những cái thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.